hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người biết về quy trình phủ ceramic tại Nike ha. Đầu tiên sẽ là rửa xe chi tiết. Sau khi đã tiến hành băng bó các chi tiết thì chúng ta tiến hành hiệu chỉnh sơn bước 1 ha. Sau khi đã tiến hành hiệu chỉnh sơn bước 1 xong thì những vết xước xoáy, xước dâm đã mờ đi hẳn, thì chúng ta tiến hành rửa xe để vào hiệu chỉnh sơn bước 2 ha. Sau quá trình rửa xe thì đã đánh bay đi những xi đánh bóng ở quá trình hiệu chỉnh sơn bước 1. Thì bây giờ chúng ta tiến hành hiệu chỉnh sơn bước 2, bước 3 để tăng độ bóng cho sơn xe ha. Cuối cùng thì sau 3 bước hiệu chỉnh sơn thì bề mặt sơn hiện tại đã không còn những vết xước xoáy, xước dâm, cũng như là bề mặt sơn hiện tại đang rất là bóng, nó đang ở một độ bóng vô cùng cực đại ha. Khi mà xe đã được đạt được độ bóng cực đại cũng như là không còn những vết xước xoáy, xước dâm thì chúng ta tiến hành phủ ceramic lên xe ha. Thì vị trí phủ ở Nike thì tiến hành phủ ở phần sơn của xe, phần kính ha, rồi phần mâm, các chi tiết nhựa bên ngoài của xe. Hầu như là phủ toàn diện bề mặt của xe.